Ông đi vậy á là tiêu ông rồi. Chưa chắc đâu nha. Dạ, em nghe này sếp. Sếp yên tâm đi, không chỉ một bản á mà em làm cho sếp 10 bản luôn á. Thì chắc chắn ngày mai sẽ có. Dạ. Chơi nữa không hay là? Đương nhiên là chơi nữa rồi. Chứ sếp gọi làm gì? Ông kêu tôi làm bản báo cáo. Ủa mà sao làm bản báo cáo gì mà tới 10 bản như vậy? Tôi làm 100 bản cũng được nữa. Chỉ cần làm một bản thôi, rồi mình chỉnh sửa lại cái con số thống kê đó là ra được 10 bản rồi. Vậy là gian lận đó ông. Cái gì đâu gian lận. Bây giờ chất lượng không quan trọng, quan trọng là số lượng. Số lượng đối với tôi là trên hết. Tôi xài luôn luôn. Chờ tiếp không? Đến phiên ông đó, ông rồi. Đi ông đi đường nào? Lên luôn. Coi như cho ông vô dắt luôn. Dạ con chào ba, con chào chú Dương, con mới học. Con học về rồi đó hả? Hôm nay báo thành tích cho ba biết coi, con được bao nhiêu điểm 10? Dạ con được 1 điểm 10 môn toán. Giỏi quá. Còn môn văn thì sao con? Dạ con... Con được bao nhiêu điểm? Hôm nay cô cho đề khó quá nên con chỉ được có 8 điểm thôi. Nhưng mà điểm của con là cao nhất lớp rồi đó. Ôi trời ơi, An giỏi quá trời giỏi. Giỏi cái gì mà giỏi? Có 8 điểm mà giỏi cái gì? Phải 10 điểm mới giỏi. Bây giờ con giỏi môn toán đúng không? Con trả lời cho ba biết coi, số 8 với số 10 số nào lớn? Dạ số 10. Đó, tại sao không cố gắng lên điểm 10? Thôi ông ơi, tôi thấy 8 điểm là nó giỏi rồi. Đối với tôi là phải 10. Thôi bây giờ đi vô thay đồ đi. Lấy sách giáo khoa ra làm hết tất cả những bài tập trong sách giáo khoa cho ba nha. Nhưng mà mấy bài tập đó con chưa học, sao con biết làm được? Trời đất ơi, chưa học cũng phải làm được nữa mình mới giỏi chứ, mà học rồi làm được bình thường đúng không? Bậy bậy, trời ơi, cái đó nó không biết làm mà ông kêu nó làm được, nó làm rồi sai rồi cô giáo phạt nó sao? Cứ việc làm sai cô giáo sửa, cứ làm nhiều sẽ được tuyên dương, hiểu không? Đi vô thay đồ làm bài đi, nhanh lên. Dạ cô giáo nói mỗi em học sinh đóng 50.000 tiền quỹ lớp. Được rồi, nhưng mà nhớ nha, phải làm hết bài tập nha. Dạo này thấy thích chơi game hay ngủ lắm nha. Ít ngủ lại giùm cái. Đóng 50.000 đúng không? Nè. Trời đất ơi, đóng hết 500.000 cho ba. Ông bị sao vậy? Nhỏ xin có 50 mà ông cho tới 500. Con tôi mà, nó phải hơn bạn bè trong lớp chứ. Đóng như vậy á thì con tôi mới được tiên dương. Bo có tài với ông luôn. Dạ con chào ba, con chào chú Dương vô. Nhớ nha, phải làm hết bài đó, lát vô tôi kiểm tra đó nha. Dạ. Lúc này con ông nó học hành sao rồi? Đương nhiên là tiến bộ rồi. Bây giờ là môn nào cũng 10 điểm hết trơn á. Thấy giỏi chưa? Nó học thì giỏi đó, nhưng có điều tôi nói ông đừng có buồn, tôi thấy nó phản ứng hơi chậm á. Không có chơi bài con tôi nghe, tôi không thích điều đó đâu á. Chậm cái gì mà chậm? Chỗ anh em mà tôi chỉ nói vậy thôi. Đó, thấy quý tử thôi không? Đi cũng cầm cuốn tập, nằm cũng tầm cuốn tập. Dạ, xin chào chú Dương, chào ba. Giỏi. Gì kỳ vậy con? Sao hôm nay chào kỳ cục vậy? Con phải chào ba trước chứ. Dạ xin lỗi ba. Ừ. Nay học bài hả? Ừ. Học bài sao mặt bí xì vậy? Dạ con đau bụng. Cái gì? Con bị đau bụng hả? Đau dữ không? Đau dữ thì chú chở con đi khám nha. Trời đất ơi, mất công đi không chở đi khám cái gì. Đau bụng mà sức dầu vô là hết đau bụng cái gì đâu. Tập trung vô học là hết đau bụng mà. Ông kỳ quá, nhỏ đau bụng con nó đau sao có tự nhiên bắt nó học bài hoài giống. Ông không biết gì hết, nó đau bụng cả đời. Trời ơi. Mà cái thời gian nó học ít lắm, cho nên phải trân trọng quý. Thiệt. Đi học đi con. Dạ con chào. Hả? Dạ con chào ba, con chào chú Dương, con đi học. Đó thấy chưa, nó nhớ nó đau bụng mà nó vẫn nhớ là phải chào tôi trước. Tôi nói ông nghe, cái cách ông dạy con có vấn đề rồi đó. Ông có vấn đề thì có. Ông thấy con tôi không, nó càng ngày càng tiến bộ. Hồi trước ông tới nhà tôi chơi là nó môn văn nó có 8 điểm, còn bây giờ là môn nào cũng 10 điểm hết. Thôi đợi đi ông ơi. Đâu con trai của ba vô đây. Sao? Nói cho ba biết coi. Hôm nay á con trai của ba học được mấy điểm 10 nè? 3 điểm 10 đúng không? 2 điểm 10. Con chỉ được có 1 điểm 10. 1 điểm 10 thôi hả? Cũng giỏi. Ủa mà sao điểm 10 mặt bí xì vậy? Nói nghe coi. Dạ. Cười. Chào. Ủa? Chào cô giáo. Dạ. Mời cô giáo vô nhà. Dạ. Chào cô. Chào con. Mời cô giáo ngồi. Quý quá, không biết hôm nay có chuyện gì mà cô giáo đến đây ạ? Thật sự hôm nay tôi đến đây á là để gặp phụ huynh nói chuyện thành tích học tập của bé. Tôi biết rồi, nó giỏi quá phải không cô? Tôi biết rồi, không cần phải báo đâu, cảm ơn cô nhiều. Dạ, hôm nay là bé có 1 điểm 10. Nó mới vừa báo cho tôi đó, 1 điểm 10. Dạ, với 1 điểm 0. Dạ, 1 điểm 0. À, cái gì?
cái gì điểm không? Cô có lộn không vậy? Con tôi học giỏi gì mà có điểm không? Thật sự là hôm nay là có một điểm không thiệt á. Một điểm 10, một điểm không đúng hả? Trời đất ơi, học mà để điểm không á. Nè, anh Bình ơi, anh Bình. Đứng lại đó, học hành mà. Tại sao là điểm không? Nè, anh ạ. Cô tránh ra đi, con tôi tự nhiên dạy. Đứng yên đó. Tại sao điểm không? Đứng yên đó, học hành gì kia con vậy? Ông ngồi xuống coi, ông bình tĩnh coi. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Nghĩ sao từ trước giờ nó học 10 điểm không mà hôm nay nó không điểm? Con ông nó học sao sao từ từ để nghe nó giải thích coi sao. Rồi, giải thích cho tôi nghe. Anh bình tĩnh lại đi anh Bình. Con ngồi xuống đây. Nói cho rõ nghe. Bây giờ con giải thích cho cô biết tại sao ngày hôm nay con làm bài kiểm tra mà con lại nhìn bài của bạn. Hả? Cái gì? Trời ơi, làm bài mà nhìn bài của bạn nữa hả? Con nói cho ba con hiểu đi. Con nói coi. Con sợ ba không la. Số 8 với số 10 số nào lớn? Phải 10 điểm mới giỏi. Lúc nào ba cũng muốn con được 10 điểm á. Mà tại bài hôm nay cô ra cô không có. Trời đất ơi, dành lỗi của cô giáo rồi. Nhưng mà cô giáo không ra cái đề bài khó thì làm sao mà con tôi không điểm được. Tôi thấy ông câu này nó hơi sai sai rồi đó. Có cô giáo ở đây mà ông nói gì? Thật sự hôm nay tôi đến đây là không phải trách móc về cái chuyện mà thành tích của bé An, mà muốn tới gặp anh để nói về chính bản thân của anh đó. Ủa, chính bản thân tôi sao? Lúc nào anh cũng bắt bé cầm cuốn sách hết, lúc nào cũng đề cao cái chuyện thành tích, bé sẽ không có thời gian vui chơi giải trí, đâm ra là bé áp lực. Thời gian vui chơi giải trí thì nó có cả đời, mà cái thời gian học nó có chút xíu à. Bây giờ nó phải trân trọng cái thời gian học chứ. Tôi mong anh suy nghĩ và suy xét lại. Ba mẹ là cũng muốn tốt cho con, nhưng mà làm sao cho nó đúng khoa học một tí xíu. Cô giáo nói đúng rồi đó. Tôi nói cách dạy con của ông là phản khoa học. Ông cứ ép nó, đè áp lực lên nó, biết là nó sợ. Nó ông hỏi gì nó không dám nói luôn, cái mặt nó kìa. Gà đơ, tôi nói ông rồi. Thật vậy hả cô giáo? Dạ. Nếu vậy thì thế tôi sai quá, cho tôi xin lỗi cô giáo nha. Trời đất ơi, cô giáo tôi đây mắng vốn ông, mắc mớ gì xin lỗi cô giáo. Người đáng xin lỗi là ông xin lỗi, bé An kìa. Ông xin lỗi nó kìa. Qua đây với ba. Qua đi con. Qua đây ba không đánh đâu. Qua đi con. Ba không có đòi điểm 10 nữa đâu. Con trai của ba, cho ba xin lỗi nha. Bấy lâu nay á, ba bắt con phải chạy theo thành tích, không cho con một thời gian nào nghỉ ngơi, cũng như là thời gian đi chơi. Ba hứa với con á, bây giờ sẽ cho con vừa học, vừa được nghỉ ngơi, vừa được chơi, chịu không? Ba hứa rồi nha.